Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian, dòng Gian cao cấp có giảm xóc Gian XCR 3700, sử dụng một bộ cấu hình DOG và SLX, một bộ cấu hình cao cấp của dòng địa hình. Vâng, là một trong mẫu hot nhất tại cửa hàng Kiên Xe Đạp. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và đầu tiên là về nước sơn, ngoại hình đây. Hình thức còn khá là mới các bác nhé. Màu đỏ xám. Gian XCR 3700. Mẫu này thì về rất nhiều tại cửa hàng em rồi. Và cũng là mẫu hot nhất của dòng Touring có giảm xóc. Chiếc xe này phù hợp các bác đi đường phố và thích hợp cả leo núi và đổ đồi nữa. Rất nhiều các bác gọi điện hỏi cho em về những chiếc xe về giảm xóc đây. Vâng, em đánh giá hình thức chiếc xe là 85-90%, sơn khá là mới thôi nhé. Như các bác thấy thì đây chữ Gian này nó có vết nứt nhiệt do nhiệt các bác nhé, chứ không phải là xước hay là nứt khung gì cả. Vâng, hình thức còn khá là mới. Vâng, vẫn là công nghệ Alloy X độc quyền của Gian, cho bộ khung này siêu nhẹ và bền. Các bác có thể lên Google và search thêm về công nghệ nhôm này Alloy X. Vâng, hình thức xích và lip đây khá là mới, các bác có thể thấy đây. Cọc yên và yên nguyên bản của Gian. Vâng, nguyên bản của Gian các bác nhé, hình thức yên như các bác thấy đây thì rất là mới, ngồi rất êm mông các bác nhé, nó không quá cứng. Phản quang sau. Vâng, ngoài những dòng xe Gian cao cấp thì họ thường đi dây âm sườn. Vâng, dây đi trong sườn các bác nhé, tối giản nhất những cái vướng mắt cho các bác. Vâng, dây đi âm sườn, đùi đĩa trục rỗng. Vâng, các bác có thể đùi đĩa trục rỗng các bác nhé, đùi đĩa nhôm trục rỗng. Vâng, rất là cao cấp đây. Đây, hình thức giảm xóc thì rất là mới. Vâng, đây hình thức giảm xóc. Vâng, như em giới thiệu ở đầu video thì xe sử dụng nguyên bộ cấu hình gần như là cao cấp nhất của dòng địa hình rồi, Shimano SLX, bộ tay hướng xả bên này, bên lip, bên đĩa. Và dòng XCR 3700 này thì nó có 2 đĩa và 10 lít cho xe 20 tốc độ. Đây là phản quang trước. Vâng, bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Đây các bác có thể thấy tất cả đều nguyên bản, tay nắm Gian theo xe nguyên bản của hãng đây. Gian các bác nhé, ghi đông cổ phốt tất cả của Gian. Sử dụng củ đè DOG Meyer của Gian đây. Đây các bác có thể thấy đấy, Meyer của Gian nguyên bản. Đây hình thức lốp.
Lốp thì còn khá là mới các bác nhé. Lốp nguyên bản của gian, có thể lấy chữ gian đây. Bộ vành nguyên cặp của gian. Đây gian. Đây là lốp nguyên bản của theo xe các bác nhé. Lốp gai các bác thể thích hợp leo đồi núi cũng được, mà đi đường phố cũng được. Vâng, và khung xe có size S. Bây giờ anh sẽ đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, và chiều cao đứng của khung xe là 43. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Và đây cũng ghi size S đây. Vâng, và bây giờ anh sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng. Và lên lít sử dụng nguyên bộ cấu hình DG và SLX rất là cao cấp của dòng địa hình. Vâng, kiểm lít rất là tốt các bác nhé. Vâng, xuống lít. Vâng, kiểm số rất tốt. Bộ lít xích thì rất là mới nha, nguyên của Shimano. Xuống đĩa. Vâng, lên đĩa. Đạt đĩa của SLX các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy đây. Đạt đĩa là Shimano LX đây. Tất cả của gian đồng bộ nguyên bản theo xe. Chú ý là chỉnh gống. Giờ sẽ quay thông số lốp. Đây vành và vành và lốp đều của gian. Vâng, và lốp có thông số là 700x38C. Vâng, vẫn là lốp 700 thông dụng. Gian XCR 3700. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe gian XCR 3700. Chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kia Xe Đạp và giá tốt hơn những chiếc xe trước là 11 triệu. Miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943. Vâng, và lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn chiếc chuông để được nhận thông báo mới nhất về những chiếc xe mới về bên em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.